phản cầu tốt. Em chuẩn, em chuẩn. Hay quá nhờ, rất lan xả, cố lên anh ơi. Bắt Linh cố lên. Hay. Vẫn còn. Tay, trái, tay. Hay quá nhỉ. Vẫn còn. Về quả rất hay, chất lượng. Vẫn còn. Đồng tiến bơi rất giỏi. Kết thúc không? Phòng nào rất khó chịu. Chúng ta cùng đến với trận đơn ba giữa Hà Nội và Bắc Ninh nào. Trận đấu giữa Phạm Hồng Nam của Hà Nội và Nghiêm Đình Tuấn của Bắc Ninh. Đập cầu tốt từ Hồng Nam. Trận đấu Bắc Giang và Thái Bình bên kia điểm đang là 7-1 cho Bắc Giang trong trận đấu thứ hai và set 1 họ cũng thắng rồi. Trận đấu thứ tư có lẽ trận. Trận đơn 2 Bắc Ninh thua nha mọi người ơi. Anh Tiến thua Tiến Tuấn. Đôi nữ Thái Bình cũng không nói được thông tin và động viên. Đây là trận đấu giữa Phạm Hồng Nam của Hà Nội và Nghiêm Đình Tuấn của Bắc Ninh nha mọi người. Bình luận cho lắm. Đập cầu tốt, 49 cho Bắc Ninh. Lên thông đấy. Wow. Nếu học thua sâu chị Lê Thị ạ. Tàu lì với Quốc Hào với Tiến Minh thì cũng không thể ăn được. Kê cầu ngoài mất rồi. Trận nào cứ anh Nguyễn Khánh Toàn hay anh có thể nói lại được không ạ? Cầu trong sân. Ngoài sân và ép cầu tốt từ Nguyễn Minh Tuấn. Trong sân. Cầu ngoài sân. Tao chấp ông 18 hòa với ông quay lại ông chấp 15 hòa. Chấn cầu tốt. 16 hòa. Cơ hội nếu mà thắng trong trận này anh ạ. Còn nếu mà trận này thua thì gần như là không có cơ hội. Không còn cơ hội. Giang cũng thắng, đang là set đấu thứ 2. Rồi, chuyển phòng nào. Ngoài sân mất rồi. Đập cầu tốt. Đập cầu rất tốt và chính xác. Anh đang quay Hà Nội thay Lê Bảo Hà ơi. Đập cầu ngoài sân từ Phạm Hồng Nam. Điều điểm 11-18 cho Bắc Ninh. Cầu tốt và Phạm Hồng Nam mới có tình huống kéo lưới ngược lại rất hay. Đập cầu tốt. Ok, em cảm ơn anh Bùi Lợi đã tăng những người bạn của mình vào xem nha. 21-12 cho Hà Nội. Thế dẫn điểm vẫn đang nghiêng về phía Bắc Giang, thì chỉ là một điểm. Hai set 21-6 và 21-10. Vâng, vậy là có lẽ là chiến thắng. Hay.
sẽ thuộc về Bắc Giang. Vâng, sẽ rất hay. Sẽ phải quyết định ở trận đấu đôi thứ 5. Tình rõ ràng là Bắc Giang đã có cơ hội kết thúc trận đấu này, đập cầu trên lưới nhưng mà lại không ăn được. Cho Bắc Giang vậy là thành tích đối đầu giữa Bắc Giang và Thái Bình ở nội dung đồng đội nữ giải cầu lông đồng đội toàn quốc đang là 2-2. Điểm 7-5 cho Phạm Hồng Nam. Tiếp theo thì đội số 2 bán kết đồng đội nữ giữa Bắc Giang và Thái Bình. Đâu đi đâu? Trận đôi thứ nhất của chúng ta giữa các vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan, Thân Vân Anh và thầy đội Bắc Giang thi đấu với Đinh Thị Phương Hồng. Tôi không nhìn thấy anh luôn ấy. Bao giờ mới về nước anh ơi? Đây mới là trận đôi quyết định này. Sao? 9-6 cho Phạm Hồng Nam. Đối đầu Hà Nội và Bắc Ninh đang là 1-1. Đây là đơn 3, nhưng đơn 3 Nghiêm Đình Tuấn có lẽ sẽ không qua được Hồng Nam. Lỗi rồi, trận này nhạt quá. Giữa Bắc Giang và Thái Bình, trận đấu quyết định. Tình huống đập cầu của Nguyễn Thị Sen. Trận đấu này cũng rất ngang tài ngang sức, chưa thể biết trước được, chưa thể phán đoán được kết quả trận đấu này. Trận nào sẽ chán lắm mọi người ạ. Sập qua đồng badminton để xem lại trong tuần sau. Nói điểm số đang là 5-5. Cơ hội thủ phát nào là độ của Việt Nam. 99% là chiến thắng cho Hà Nội rồi. Ôi cho dừng 13 là đẹp rồi. Đưa khá này. Xong. Hết. Con này được rồi. Cầu rất tốt, phải nói là xem đôi nữ đánh cực gần. Bây giờ đi lại rất khó, không thể đi lại được. Nhưng mọi người xem tạm từ xa nha. 21-13 cho Phạm Hồng Nam. Vậy là chúng ta sắp được xem trận đấu đuôi nam. Trận đấu đuôi nam này mới gọi là hay. Ok, trận đơn thứ 2 giữa Hà Nội và Bắc Ninh, trận bán kết đồng đội nam toàn quốc. Đập cầu ngoài sân, trận đấu đầu tiên. Điểm 3-1 cho Hồng Tiến của Bắc Ninh. Kinh nghiệm hơn. Hồng dự đoán là như thế. Theo về bản thân Hồng Tiến một chút. Nhưng mà về sự chuẩn xác và sự khéo léo thì Hồng đánh giá Hồng Tiến tốt hơn. Đặc biệt Hồng Tiến cũng là vận động viên thi đấu nhiều năm rồi nên rất có kinh nghiệm. Nói nhiều khi là khiến cho vận động viên tâm lý mọi người ạ. Cơ hội tấn công. Sủi lưới rất hay. Ngoài sân mất rồi. Nhất trận đơn 2 giữa Tiến Tuấn và Hồng Tiến. Cầu vẫn trong sân. Xem cái đầu hôm nay đánh hay sao đúng không? Anh ấy đau chân rồi.
Thủ cầu lưỡi từ Tuyền Tuấn điểm 5 đều. 5 đều. Chấm cầu rất tốt từ Tuyền Tuấn, có vẻ anh Hồng Tiến bị đau chân thì phải. Thì cầu rất xa lưới nhưng Tuyền Tuấn vẫn có một pha hất cầu tốt. Vâng, vẫn hất cầu rất tốt. Rõ ràng Hồng Tiến đã kê cầu rất lắc rồi. Chém cầu là sở trường của Tuyền Tuấn. 7-5. Kê cầu rất tự tin từ Tuyền Tuấn. Đánh trận đầu với Thanh Nguyễn Phố ơi. Có học làm sao đánh được Tiến Minh hả mọi người? Đây là 10 điểm là may lắm rồi. Sau rồi em. Tuyền Tuấn di chuyển rất tốt. Cái cầu lôi rất đáng tiếc từ Hồng Tiến. Hồng Tiến có cổ tay cũng rất tốt ở trong sân. Hồng Tiến di chuyển rất nhanh. Điểm 9 đều cho cây cầu rất lắc. Mười một chín, chúng ta cùng trở lại với trận đấu giữa Tiến Tuấn và phản cầu tốt từ Tiến Tuấn. Đây, rất cố gắng cầu trong sân. Ở ngoài sân, Hồng Tiến thì cũng chỉ là nói chung là học đại học thể dục thể thao Từ Sơn thôi, cũng tự đánh phong trào vào lên. Về lại rất tốt, nhưng Tiến Tuấn vẫn trả cầu tốt ngoài sân. Cơ hội tấn công rất tốt. Mười sáu mười hai cho Tiến Tuấn. Cầu lưới rất tự tin. Kê cầu tốt, xoa lưới trượt rồi. Cầu tốt, cầu ngoài sân. Ngoài sân. Đập cầu rất mạnh. Hà Nội và Bắc Ninh. Phía gần màn hình Nguyễn Tiến Tuấn của Hà Nội. Cầu ngoài sân. Góc trái chém cầu của Tiến Tuấn rất sắc và rất hay. Đập cầu tốt. Rất tốt. 21-15 giờ Tiến Tuấn trong trận đấu thứ nhất. Và những giây phút cuối cùng, điểm số cuối cùng của trận đấu thứ nhất phải nói là Tiến Tuấn đánh rất chuẩn xác, đánh rất là hay. Kỳ cầu rất tốt, Tiến Tuấn đã không thể kéo lưới qua trong tình huống vừa rồi. Trận thi đấu tiếp theo thì dân số 2, bảng các đồng đội nữ giữa Bắc Giang và Thái Bình. Trận đấu thứ hai, Phương Thúy cũng với sân. Nay Thái Bình thắng đơn 3 mọi người ạ. Đơn 3 Thái Bình thắng hình như thành. Đang ở cái
Hay quá nhỉ. Còn về quả rất hay, chất lượng vẫn còn. Còn tiếng bơi rất giỏi. Kết thúc không? Phòng nào rất khó chịu. Phòng nào rất hay. Được cầu vào lưới rồi. Và khá mệt. Kề cầu rất sát. Ngoài sân quá tiếc rồi. Và tình huống cầu hơi 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 tình huống không bằng một chia sẻ đúng không ạ? Ba trận đơn đều chiến thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh nhá. Tốt. Một cầu rất tốt. Tất cả mọi người nhá. Mọi người ủng hộ bằng Hùng bằng một live stream đúng không ạ? Buổi tối ngày hôm nay bán kết mà thực sự là hơi. Ok, phía Bắc Ninh là Hồng Tiến nha em ơi. Tiên Trần nhá. 8-6 Tiến Tuấn phát cầu, xét đấu thứ nhất thì Tiến Tuấn thắng, non rồi, công thủ được rồi. Một check là hết pin rồi. Check 1 lên được có 6 quả thôi. Check 2 lên được 10 quả. Thế là tốt rồi. Rồi văn lưới, vô lưới rất hay. Vẫn thủ được, hay quá nhỉ. Được rồi. Chân Hồng Tiến bị đau. Giữa Hà Nội và Bắc Ninh. Điểm đang là 11-8 cho Tiến Tuấn Hà Nội tại vượt phía xa màn hình. Thực sự là hôm nay chân của anh Tiến không tốt. Còn mày cầu lực lưới từ Tiến Tuấn 14-8 rồi. Đập cầu tốt. Phía Hà Nội thực sự nói quá nhiều. Hay quá nhở, rất lan xả. Rồi. Một điểm số rất xứng đáng của Hồng Tiến, phải nói là bay người như chim. YouTube của em là Sport Hùng Badminton. Sport Hùng Badminton, Badminton cầu lông ấy. Không cầu ngoài sân. Điểm rút ngắn 14-16 cho Hồng Tiến. Phản cầu tốt. Hay quá nhờ, rất lan xả, cố lên anh ơi. Bắc Ninh cố lên. Hay. Hay. Vẫn còn. Tay, trái tay. Ôi giời. Ôi giời. Vâng, vâng, em biết rồi, em đang live stream quá nhờ. Em xin phép nhanh nhờ, mai chiều mai đúng không? Vâng, vâng. Vâng, 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 ok cô ạ. Ui dồi. Ngoài sân. Điểm đang là 17 đều. Cầu như bom từ Tiến Tuấn. 18-16 Hồng Tiến vẫn chưa. Đẹp góc rất hay. Ngon thế. Non rồi, Tiến Tuấn di chuyển rất nhanh. Trung Quốc Học ngày hôm nay đã được thi đấu với anh Nguyễn Tiến Minh. Cảm nhận thế nào em ơi? Mất chân rồi, đau chân rồi. Vâng, rõ ràng anh Trần Hồng Tiến Bắc Ninh đã rất cố gắng, tuy chân bị đau và chấn thương nhưng đã rất cố gắng và đánh cầu rất lan xả nhiệt tình.
Đây là thành tích đối đầu ở nội dung đồng đội giữa Bắc Ninh và Hà Nội đang là 1-1.